Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức cấp vật tư hỗ trợ hợp tác xã thực hiện mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam năm 2024 với tổng diện tích 40 hectare, cấp cho 7 hợp tác xã tham gia mô hình với tổng số vật tư hỗ trợ gồm 250 tấn phân hữu cơ vi sinh, 500 lít phân bón lá sinh học và 150 lít thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Cùng với hỗ trợ vật tư, Trung tâm Khuyến nông tỉnh còn phối hợp với ngành chức năng các huyện, thành phố tổ chức tập huấn cho người dân về quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, đồng thời cử cán bộ phụ trách các hợp tác xã, đôn đốc nhân dân thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất.